Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành AZ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới và cực kỳ hay, mang tên là Warcon.io Battle Royale nhé. Tựa game này khá là giống với một cái tựa game tiến hóa cái gì nhỉ, ngày xưa mình đã từng chơi và rất là hay và rất là nhiều anh em thích. Rồi thì nếu anh em nào thích video này, thích game này, mình sẽ để link tải ở phía dưới phần comment và phần mô tả để anh em có thể tải về và chơi với cùng mình nhá. Anh em hãy like ngay cho mình bây giờ để mình có thêm cái động lực để làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Oh. What? Vừa vào cái đã quảng cáo rồi. Bó tay chấm cọp luôn. Không thể hiểu được luôn. Ê, ok đi ăn vàng, nhưng ăn vàng anh em, tôi có tuyệt chiêu này. Tôi có tuyệt chiêu này. Ui, sợ vãi lều anh em ơi. À, tuyệt chiêu như shit, phải là tuyệt chiêu như shit anh em ạ. What the hell? Ui vàng. Cái nồi gì đấy? Mình đi ăn những cái con nào mà nó... Wow. À. Ui trời ơi, nó ăn vừa ăn vừa nó vừa đập chết con trên kia rồi anh em ơi. Ai? Ui, đừng giết em anh ơi, đừng giết em anh ơi. Yes, tiến hóa lên nào bạn ơi. Mỗi con nó sẽ có một cái skill khác nhau nhá. Chết đi. Ui vàng. Đầy cái thanh ở dưới là cho sẽ sử dụng skill nha anh em. Ok, xem con nào đang yếu sấp mặt rồi thì. À, chạy. Ui giời. Má ơi. Ow, no. Kinh thế. Legendary kìa. Né. À, chết rồi. Ui giời ơi, cái nồi gì vậy? Game over. Rồi chưa kịp làm gì cơ anh em ạ. Nhân 200% gold nếu mà tiếp tục chơi. Equipment mình có đồ gì không nhờ? What the hell man? Không có đồ gì để có thể là ấy ạ. Mình có 700 gold anh em ạ. Mình có thể mua champion được anh em ơi. Mình đang chơi champion này. Upgrade. Đây. Mình cần 1.000. 10.000 coin á. Đùa tao à? Hả? Upgrade. Con này 10.000 coin đúng là mua kiểu gì? Con này làm sao mua được? Selected, mình đang chơi con nào? Mình chơi con luôn con rồng này. Những con này mình có thể chơi được anh em ạ. Nó mỗi con nó có một skill khác nhau nha. Vậy đều. Ui cái gì đây? Chết luôn anh em ạ, khỏe thế nhờ. Cái này cần phải cày vàng anh em ạ. Nó khó chơi lắm ý. Phải nói cực kỳ khó chơi luôn. Equipment, chúng ta sẽ có thêm một cái Upgrade gì đó lên này. Nó sẽ khỏe hơn một tí á. Con này không khỏe bằng cái con mà mình đang vừa chơi anh em ạ. Wow, có nhiều. Ôi, phù thủy này. Có phù thủy này anh em. Mình chọn con này đi anh em. Chọn con này nha. Cái này lắm quảng cáo quá. Nhưng mà bắt buộc phải bật mạng thì mới chơi được anh em nhá. Bắt buộc bật mạng mới chơi được. Rồi ok, kiếm tiền. Lúc ấy chúng ta phải lấy nhiều tiền hơn anh em ạ. Xem quảng cáo sẽ kiếm nhiều tiền hơn đấy. Nào, cây. Con này có skill rất là hay nhé, rất là mạnh. Sẽ khoảng 3 đến 4 người lao vào đấm liên tục mình. No. Ok, con này. Ui giời, nó khỏe thế. No. Cho kiếm được 99 vàng. Lợn nhựa này, hiện tại mình đang có bao nhiêu tiền? Khỏe quá, ma ơi, nhiều con khỏe lắm anh em ạ. Nó cái này là không tiến hóa mà là chúng ta sẽ lấy vàng và luyện level các kiểu con đà điểu gì đấy. Con me vai cực thật sự luôn. Đang hiếm sĩ gì kìa. Ui, Battle Royale có nghĩa là cái này nó sẽ bao. Khỏe quá anh em, nó khỏe dã man luôn, nó đấm cho mình tít tuy mỏ luôn, làm sao đánh được, có 64 vô thôi. Static gì đây?
Equipment Champion mình có thể nâng cấp Action Skill này. Nó bị khóa rồi anh em ạ, mình không thể nào mấy được. Skill. Oh, đẹp đấy. Nhưng mà mình vẫn chỉ dùng cái dạng skill đều thôi anh em ạ. Xúc sắc, xúc sắc, xúc sắc, xúc sắc, xúc sắc. Lợn mày nhờn với bác á, không được cưng ơi. Nào nào, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Wow, wow. Chạy, chạy à, chạy à. Chạy, ui ôi, nó có tuyệt chiêu về lao như thế thì chịu nào được. Thế nào chịu được đây. À, chết mấy đây cưng, yes. À, trời ơi. Bạn lều cái gì đấy. Vào trong, vào trong, vào trong anh em ơi. Không còn tìm không. Ui, đấm cho chết anh em, ta tổng tổng cộng bao nhiêu vàng? Cái này nhiều vàng đấy. Ui, 657 get. 200% gold anh em ơi. Oh, nice. Sẽ có gold để nâng cấp và có thể mua thêm tướng mới. Mà tướng này khỏe quá. Đàn này rất là hay. Làm thế nào mà để tiến hóa những con kia ra? Má ơi, con kia khó quá, tiến hóa không biết là tiến hóa kiểu gì, theo kiểu phong cách gì bây giờ. 1300 gold. Wow, man. Mình cũng không nâng cấp được. Bạn cần sở hữu cái champion này trước thì chúng ta mới có thể lấy được nhá. Hoặc có mua mấy con này. 10.000 gold, tất cả các đều con là 10.000 gold hết anh em ạ. Chúng ta cần phải cày tiền thôi. Con này mình thấy đang đánh rất là hay. Chúng ta phải cày cuốc anh em ạ. Game này phải cày cuốc rồi để mua full cái này. Không có bản mốt không nhỉ? Có bản mốt sử dụng tất cả các cái con quái vật ở bên này thì ngon. Đúng không? Mỗi tập sẽ chuyến một con vậy. Mình có skill thì mình đánh nhau nha anh em, không có skill thì thôi. Đi lấy vàng trước. Chắc chắn đi lấy vàng trước anh em ạ. Xong rồi làm gì thì làm. Ok chưa, ok chưa, có skill đấy. Giết tao á, còn lâu nha cưng. Nhổn nào, không được. Thanh này, hồi nhanh hơn, ai à, ai à, ai à. Ủa rồi. Ủa, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn từ từ, bạn ơi, từ từ, bạn ơi. Vàng. À, ai à. Ai à, ai à. Lách ra bạn ơi. Úi rồi. Úi rồi, cái gì, 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 cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Chúng ta được thêm cả một cái gì đó này. Thăng công à. Úi vàng. Úi rồi. Từ bạn ơi, từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. À, skill ấy hơi bị khó để trúng nha anh em. Vãi nồi, mày vào đây. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi anh em ạ. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đừng có đối đầu trực tiếp anh em. Chết rồi, nhưng mà chúng ta kiếm được rất nhiều vàng anh em, mấy nghìn ấy, 1.800 nhân đôi sẽ được 3k6 ạ. Wow, trận này đánh hay đấy. Chúng ta biết cách lách ra để đánh nhau rồi. Yes, thằng này khỏe quá, thằng kia nó ngườm đắt lợi quá anh em ạ, không thể nào mà làm gì được. Mình của em mình định đập nó rồi nhưng mà không được anh em ạ. Chúng ta sắp mua được gọi là nhân vật mới rồi. Yes, 3.600 equipment, chúng ta sẽ có thêm đồ anh em. Có mũ nè. Upgrade rồi. Socket nó có thêm đồ để nên nâng cấp. Ui, lên level 4 luôn để cho cái này anh em ạ. Ngon. Ngon nha. Báo cáo ngon nha, ngon nha, ngon nha. Cái khỏe vãi lều anh em ơi. Hay 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 hay. Hay đấy. Ok. Skill mình cũng không phải nói là quá tệ. Nó cũng khỏe phết. Còn lợn nè. Má, nó có kiểu chiêu sọc 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 sọc. Sọc cái bíp ấy mà sọc. Thằng nào vào đây? Bổ Google. Cái kia sẽ tăng cường. Cái gì vậy? Ui ôi ôi. Nó đấm cho tùy mỏ luôn. Bó tay được có 76 rồi. Thôi 16 thì chúng ta sẽ không cần phải cố đấm ăn xôi rồi anh em ạ. Hòm vàng, hòm vàng, hòm vàng.
gốc cây. Chúng ta sẽ đi chơi theo kiểu ở bên map bản đồ thôi. Còn lợn này. Chết mày đi cưng ơi, hay đấy, chúng ta bắt đầu để thành quen hơn rồi đấy. Chúng ta đang hồi máu à? No. Tôi còn tí máu rồi. No. Mình đấm ra, mình đánh thương ra nó thắng rồi. Chậm tay quá nhỉ. Chậm tay chậm chân quá. Đáng lẽ là chúng ta có thể vụt chết nó rồi anh em ạ. Xoắn đách gì bọn này. Tấn công này. Nó khỏe hơn anh em ạ. Có thể nó xịn hơn. Chúng ta dù có nâng cấp được cả vũ khí các thứ nên không nên đối đầu kiểu đấy anh em ạ. Đừng nên đối đầu kiểu nồi chết. Cầm vàng. Tăng thêm máu. Nó hồi máu ạ. Cái này hồi máu anh em ạ. Đừng để nó bị thằng nào nó dí theo nhá. Nên nhớ đừng để bị dí. Rồi, thằng kia ngườm đắc lợi quá. Chỉ cần vuốt mấy phát. Lửa tạo. Cái cứt gì vậy? Nó còn bắn cả set luôn anh em ạ, nó khỏe quá, nhiều thằng trâu dã man luôn. Chúng ta có một lần gần chạm tới đỉnh rồi anh em ạ. What the hell? Tao sợ mày chắc. Vào đây, ấn cái chuột kia chậm lắm anh em. Game. Nhồi với tao. Giết hết. Một khi đã quen rồi á, giết hết. Trời ơi. Kinh thật sự nha, mình nhấn được một cục game để nâng cấp anh em ạ. Đây, tôi có cục game để nâng cấp này. Equipment. Rồi, chúng ta sẽ nâng thêm vào giáp nha. Giáp upgrade. Nào. Upgrade chúng sẽ chúng ta khỏe hơn. Vũ khí khỏe hơn. Ok. Game này hay quá anh em. Nên chơi thử xem như thế nào nha. Mình nghĩ mình nên đổi nút chém chủng các kiểu có đà điều gì đó. Biến ra đi. Level up sẽ khiến chúng ta khỏe hơn anh em ơi. Level up. Xong rồi có bình máu này. Cái gì đấy? À, nó sẽ hút hết vàng ở xung quanh chúng ta vào. Ngon. Được cũng được anh em ạ, không có nói là tệ quá. Úi dồi, mấy con kia nó giết người như ngoé này. Chết đấy. Mẹ, chết mày đi cưng ạ. Tao chết rồi lôi theo mày nhé. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.